Xin chào các anh em nha. Hôm nay mình làm mình giới thiệu cho anh em là thức ăn cho igu nha anh em, thức ăn bổ sung cho gồng Nam Mỹ, thức ăn dạng bột. Thì đây là thức ăn bít, thức ăn bít này, thức ăn đây là mình làm ra luôn, là mình đã cho igu mình ăn là 5 năm nay rồi, nên rất là ok, phát triển rất là tốt, phát triển rất là nhanh luôn. Thì đây là cái thức ăn bít, nó gồm là các nhóm vitamin luôn anh em. Đó, là nhóm vitamin A, B, C, D, E luôn, có D3, đó, có canxi luôn, nó là giúp igu là nó là trao đổi tốt, nó nhanh lớn lên màu đẹp, cái này là có tích hợp là men tiêu hóa luôn. Đó. Thì anh em nhìn mấy con igu của mình, con nào cũng thấy là cái body nó tròn vo à, đó. Anh em coi body với cái gù đó nè, đó, anh em nhìn cái body với gù à, thấy dữ không? Đó. Thì từ cái dòng là cho là dùng cho từ baby đến massage luôn nha anh em. Đó. Cái này là chủ yếu là vitamin thôi, đó. Cung cấp vitamin với men tiêu hóa là kích thích cho igu nó ăn nhiều, ăn mạnh. Thì đây là mình đã cho nó igu mình ăn trước là tới nay là mình ăn cho ăn mỗi ngày tới nay là 5 năm rồi đó. Igu rất là ok. Đó. Anh em nhìn cái con nào cũng thấy là nhìn cái body bên mấy con igu của mình là con mấy con body con nào cũng thấy dữ lắm. Mấy con baby là thôi khỏi nói, baby là phát triển rất là nhanh. Baby ăn là phát triển nhanh lắm. Là đây là mình nuôi igu là baby đó, là 1 năm mình là cho sinh sản luôn á, 1 năm là trên mét á. Anh em coi body, nhìn cái body dưới dàn gai nè, thấy phê không? Là cho mình đi cho ăn thức ăn này, là mình cho ăn mỗi ngày mà không phải cho ăn thức ăn không, mà mình cho ăn thức ăn với gao với bí, thì vừa gao vừa bí là thức ăn này mình gắt lên, mình gắt lên gao với bí. Đó là igu rất là ăn rất là nhanh lớn. Để mình quay gần cho anh em xem cái body đó nha. Con nào cũng thấy là body khủng không à. Anh em nè, nhìn body nữa nè. Nào. Khủng khiếp không? Đó. Đây là mình cho ăn mỗi ngày á, đây là vừa thức ăn mình là cho ăn mỗi ngày luôn á nghe anh em, dùng cho baby massage luôn. Đó. À, đây thức ăn, đó, thức ăn bít, đó. Đó, cung cấp vitamin, canxi, protein, men tiêu hóa luôn, đó, giúp igu là cho ăn mạnh, là trao đổi chất tốt, đó, nhanh lớn lên màu đẹp. À, có số điện thoại của mình luôn nè, có địa chỉ. À, mình đã cho igu ăn là mấy năm nay rồi, là không có bị sạn gì hết nha anh em. À, anh em coi nè, coi con cậu này thấy không, thấy body đó không, sung ghê không. Sắp ghét chơi nè. Đó, thì anh em nào cần thức ăn á, thì xuống phần mô tả nó có cái số điện thoại của mình á, qua IBD kết nối qua Zalo dùm cho mình. Đó, thức ăn này mình ship code toàn quốc luôn. Sọc nè nè. Xuống nó quậy gì kìa. Đó. Đó, coi con chuột này cũng vậy nè. À, body cũng khiếp không? Anh em coi body à. Đó. Đây nè. À, thì anh em nào cần thức ăn thì IB cho mình nha. Thôi chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh. Xin chào anh em.